ngắm tác phẩm trường mầm non Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương. Bắt lưỡi. Đây là tại trường mầm non Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương. Đây là tầng 1, chúng ta sẽ tiếp tục lên tầng 2. Câu chuyện cô bé Quang Văn Độ. Bụng đi. Đây gà nhé. Đây rắn nhé. Câu chuyện củ cải. Đây. Đây, bắt gặp một thanh niên lang thang và dẻo. Mệt phải cứ trời mầm non diện tích cây giống